Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh thư kêu gọi đóng góp ủng hộ kinh phí mua vaccine phòng chống dịch COVID-19. Kính gửi nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, tốc độ lây lan ngày càng nhanh, nguy hiểm và khó kiểm soát. Hệ thống chính trị của cả nước nói chung và huyện Đông Anh nói riêng đang tập trung quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nhằm chủ động kịp thời ngăn chặn tốc độ lây lan và kiểm soát tốt dịch bệnh, không để bùng phát và ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của nhân dân. Thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế, toàn dân cần thực hiện tiêm phòng vaccine. Đây là biện pháp phòng ngừa COVID-19 hữu hiệu và cấp bách. Do nguồn ngân sách của nhà nước có hạn, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân huyện Đông Anh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, đồng lòng, chung sức, phát huy truyền thống tương thân tương ái, tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí mua vaccine ngừa COVID-19 để tiêm phòng cho nhân dân trên địa bàn huyện. Khuyến khích các cá nhân, tổ chức, đơn vị đăng ký tiêm vaccine và tự nguyện đóng góp kinh phí mua vaccine cho bản thân, gia đình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, tổ chức mình đang quản lý. Mọi sự ủng hộ, đóng góp xin gửi về địa chỉ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh, tổ 2 thị trấn Đông Anh, số tài khoản 3761-09053158-91049 tại kho bạc nhà nước Đông Anh. Chi tiết liên hệ, ông Đỗ Ngọc Bích, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh, số điện thoại 0912-000-689 hoặc 0243-883-2535. Bà Nguyễn Thị Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, số điện thoại 0945-750-742. Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh trân trọng cảm ơn các tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Thay mặt Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Linh đã ký. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch, đồng chí Đỗ Ngọc Bích đã ký.